Chiều ngày 5 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyện Mộc Châu khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, thông qua một số dự thảo nghị quyết liên quan đến quy hoạch Mộc Châu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2050, thông qua nghị quyết về công tác cán bộ. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét thông qua 7 dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư lân cận, trung tâm du lịch trọng điểm thị trấn nông trường Mộc Châu, phương án phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đợt 2, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 3, phân bổ nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế khác, phân bổ kinh phí cho các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ đợt 4, chủ trương đầu tư dự án điện nông thôn trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2022-2025, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mộc Châu. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về công tác cán bộ, bầu đồng chí Lê Trọng Bình, Phó Bí thư huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026.